Những đứa con ghẻ trong Kimetsu no Yaiba. Hello anh em đã quay trở lại với kênh Weebu Never Die. Trời cũng đã bắt đầu sương sương lạnh rồi. Anh em tranh thủ đừng có mà FA nữa. Kiếm một nửa của mình để mà có chỗ ấm áp nha. Còn nếu không có thì ra đường nhớ mặc áo ấm cho cẩn thận kẻo lạnh lạnh. Đến lúc đó bệnh không có ai mà xem video của app lại làm khổ nữa. Đã là đứa con cưng lúc nào cũng được tác giả ở phía sau chống lưng. Làm gì cũng được, muốn gì tác giả cho cái đấy. Nhưng đâu phải ai cũng là con cưng của tác giả. Cũng có vài thành phần không được tác giả buff cho sức mạnh, không được nạp cát lần đầu. Ai mà đã là con cưng rồi, không những nạp lần đầu mà còn được nạp hàng ngày luôn đấy chứ. Video ngày hôm nay sẽ nói về những đứa con ghẻ không được tác giả yêu thương. Cho nên ai mà là fan của những con người mà app liệt kê ở dưới thì cũng phải ráng chịu nha. Chứ này là con của tác giả chứ có phải là của app đâu. Cho nên cũng không thay đổi được. Để ta biết được ai là con ghẻ, người không được tác giả để ý đến thì phải bước vào video ngày hôm nay mới biết rõ điều này. Một, chúa tể tấu hài Zenitsu. Nằm trong danh sách đầu tiên, đó chính là chúa tể tấu hài của team Zenitsu. Đúng là con ghẻ luôn. Chơi cả một cây màu vàng trên người, skill màu vàng, trang phục màu vàng và kể cả tóc cũng màu vàng nốt. Vậy chắc chắn là con ghẻ nhất của tác giả rồi. Cậu là một người rất hèn nhát, lúc nào cũng sợ tất cả mọi thứ. Thấy vậy thôi, chứ nhiều khi cậu cũng ngầu phết ra trò đấy. Như là lúc ngủ say này. Nói gì thì nói, chứ mà Zenitsu mà đã ngủ say rồi, lúc này cậu như thay đổi hoàn toàn vậy. Lúc này có khi đã trở thành con cưng part time của tác giả rồi. Cực kỳ ngầu lòi, kế đó còn mạnh nữa. Nếu ta để ý, chỉ có duy nhất một trận đấu với huynh đệ của mình là Kagaku, lúc này Thánh Tấu Hài mới còn tỉnh táo, không hề dùng con quỷ trong người để chiến đấu. Và đây cũng là lần duy nhất ta thấy được Zenitsu thể hiện sự ngầu của mình khi còn tỉnh giấc, không say giấc nồng. Rõ ràng, tác giả xem Zenitsu là con ghẻ mà. Tính ra cậu cũng khá là mạnh đấy. Những lúc mà ngủ gật, thấy độ ngầu lòi và sức mạnh cũng có thua kém gì Inosuke đâu. Thế mà so với những đứa con cùng trang lứa, chỉ so sánh với mấy đứa bình thường thôi nhá. Chứ mà so sánh với con cưng Tanjiro thì cũng hơi quá. Đó là Inosuke, từ lúc sinh ra đã mồ côi từ nhỏ, có được ai chỉ dạy gì đâu. Ấy mà hắn cũng khá là mạnh đấy. Thậm chí còn có những skill độc lạ trong Kimetsu no Yaiba. Còn Zenitsu từ nhỏ đã có được cựu minh trụ chỉ dạy từ rất nhỏ rồi. Thế mà vẫn không tài nào mạnh mẽ lên được. Vẫn rất là yếu đuối. Phải chi tác giả chỉ cần cho Zenitsu học được hết các thứ của hơi thở sấm sét là cậu đỡ được phần nào rồi. Nhưng không nha, đây tác giả dìm Zenitsu lắm luôn cơ. Nào là không cho cậu sử dụng được hết hơi thở sấm sét, tính cách thì nhút nhát, thế mà lại có máu dê trong người nữa. Chỉ có được mỗi việc ngủ là giỏi, nhưng khi ngủ lại trở nên mạnh mẽ bất thường. Chắc lúc này tác giả thấy thương cho đứa con ghẻ của mình quá, cho nên chỉ cưng nó được vẻn vẹn vài giờ thôi, sau đó lại tiếp tục ghét bỏ nó tiếp. 2. Thanh niên cục súc Genya. Tiếp đến là thanh niên cục súc Genya. Tính cách này chắc chắn là thừa hưởng lại từ người anh của mình rồi. Tuy vẻ ngoài cục súc như vậy, nhưng đã thân với ai rồi là quay 180 độ luôn. Thay đổi tính cách hoàn toàn. Do không phải là con cưng cho nên xuất hiện không được nhiều, mà lại bị cắt vai sớm nữa. Là thợ săn quỷ, thế lý nào lại không thể sử dụng được hơi thở? Là một thợ săn quỷ, việc sử dụng hơi thở là một điều cơ bản nhất. Thế mà Genya không làm được, thay vào đó là việc có thể tiêu hóa được tế bào quỷ, tạo cho cậu có được khả năng của quỷ trong một thời gian ngắn. Cũng may là có Nham Trụ đứng ra để bảo lãnh, nhận Genya làm đồ đệ, đào tạo cậu trở thành một thợ săn quỷ mạnh mẽ. Chứ nếu không có Nham Trụ, chắc bị thằng anh lôi ra đánh lên bờ xuống ruộng, đuổi cổ khỏi sát quỷ đoàn cũng nên. Từ nhỏ đến bây giờ, lúc nào cũng bị người anh của mình bỏ rơi, không hề đếm xỉa tới. Lúc đầu chúng ta thấy hai người này cũng đâu ngờ là hai anh em đâu đúng không? Phải về sau có được lời giải thích mới biết họ là hai anh em ruột với nhau. Chứ nhìn vào hai người như chó với mèo, ai đâu mà tin được đây là hai anh em cơ chứ. Cậu luôn tự ti bản thân mình, mang danh là thợ săn quỷ nhưng lại không sử dụng được hơi thở. Còn việc có được khả năng của quỷ lại không được người anh trai của mình đồng ý. Ngay cả việc Genya trở thành thợ săn quỷ cũng không được Phong Trụ ủng hộ. Thật ra do Phong Trụ không muốn em trai của mình gặp nguy hiểm, muốn đứa em có được một cuộc sống bình thường như bao người. Đấy, thấy vẻ ngoài thì ghét bỏ nhau như vậy thôi, chứ anh em ruột thịt với nhau làm sao mà bỏ được. Nhưng tác giả lại có sở thích muốn làm fan đau khổ, đó là lấy đi mạng của Genya. Anh em nhà họ mới hòa thuận với nhau không được bao lâu mà nay đã phải chia cách nhau mãi mãi. Tác giả cũng có sở thích lạ thật, không cần biết kết cục có hậu hay không. Chỉ cần biết tụi fan xem phần này mà cảm thấy đau khổ, đau lòng là ông tác giả đã mãn nguyện với những gì mà mình đã làm rồi. Nỗi buồn của fan là niềm vui của ông. 3. Senjuro, con trai út nhà Rengoku.
con trai út của nhà Rengoku, cả nguyên gia đình ai cũng mạnh, đều trở thành thợ săn quỷ, thậm chí còn là trụ cột. Thế mà đây cậu không được mạnh như cha, anh trai của mình. Dù học rất là nhiều nhưng không thể nào dùng được kiếm. Trong thời gian anh trai bỏ đi, người cha bước vào con đường rượu chè, ngày nào cũng say xỉn, sau đó lại còn la mắng chửi bới Senjuro. Đã bị áp lực việc không thể trở thành thợ săn quỷ, lại còn bị cha của mình hàng ngày chửi mắng. Nhưng từ lúc có sự xuất hiện của Tanjiro đã khác, từ từ cậu đã có thể là chính mình, muốn làm gì là làm, còn giúp cho cha của mình hiểu ra tất cả mọi việc, thắp lên ánh sáng cho cả gia đình. Còn phải gánh chịu hai sự mất mát lớn trong cuộc đời của mình. Từ bé đã thấy cảnh người mẹ mất do một căn bệnh rất nặng, không thể nào chữa trị được. Sau đó tiếp đến là người anh trai, người mà Senjuro hâm mộ, tấm gương để cho cậu noi theo. Thế ấy mà một ngày đẹp trời lại nghe tin anh trai đã mất trong lúc làm nhiệm vụ diệt quỷ. Sau một thời gian, Tanjiro đến để đưa lại duy vật cuối cùng của Kyuzuro. Nhưng cậu không nhận, do biết được tình cảm thân thiết giữa anh trai của mình với Tanjiro, cho nên cậu ra gửi lại duy vật này cho Tanjiro. Đó là cái chuôi kiếm để Tanjiro luôn cảm nhận được lúc nào cũng có viêm trụ đi cùng với mình, tạo động lực cho cậu ngày thêm một phát triển. Mà tác giả cũng ác thật sự, chỉ là một đứa bé nhỏ tuổi thế mà tác giả không thương, còn lấy đi của nó biết bao là thứ quan trọng. Phải ác mà là nhà kiểm duyệt bộ này thì chắc mấy đoạn này ác không cho xuất hiện đâu. Nhìn đau thương thế này làm sao mà cho xuất hiện trên màn ảnh được cơ chứ. Mang tiếng là con ghẻ nhưng không phải là phế đâu nha. Cũng giúp rất nhiều cho Tanjiro. Chính Senjuro là người đã ghi lại tất cả những điều biết được về hơi thở mặt trời, từ đó giúp cho Tanjiro hoàn thiện hơn hơi thở này. 4. Tân Thượng Lục Kaigaku. Đây là huynh đệ với Zenitsu. Chắc do Kaigaku chơi chung với Zenitsu cho nên mới bị tác giả ghét lây qua luôn đây này. Chơi chung với nhau chi cho giờ phải lãnh hậu quả không biết. Là một thợ săn quỷ cùng sử dụng hơi thở sấm sét với Zenitsu, nhưng do trong một lần làm nhiệm vụ không đánh bại được quỷ, do không muốn chết cho nên đã bỏ đi lòng tự trọng của một kiếm sĩ, van xin quỷ tha mạng cho mình, đồng ý biến thành một con quỷ. Đâu phải biến thành quỷ là xong, đã biến thành quỷ là tác giả đặt qua cùng nhóm với con ghẻ luôn. Đây này, giờ An mới thấy tác giả làm cái này mà fan thích đây. Chứ mấy cái trên toàn làm fan rơi nước mắt không, mới thấy cái này được, làm fan hài lòng đấy. Đã biến thành quỷ, chắc cu cậu cũng tự cao lắm đây, không còn lo sợ về cái chết. Nhưng đâu có ngờ, sống được một thời gian ở trạng thái quỷ là bị tác giả cắt vai liền. Vai quần chúng mà cứ ngỡ là vai chính cơ. Gặp lại anh em huynh đệ cùng lớp với hắn, biết nó là một thằng yếu kém nhất trong lớp, cho nên mới gặp mặt mà đã chê bai các kiểu rồi. Nhưng đâu có ngờ, bây giờ Zenitsu đã mạnh hơn rất nhiều. Con ghẻ nhưng lại gặp đứa con ghẻ lở hơn nữa. Bị Zenitsu làm cho bất ngờ này cho đến bất ngờ khác, đã mạnh hơn rất là nhiều so với ngày xưa. Lại sử dụng được thức mới mà trong tất cả các thức của hơi thở sấm sét không hề có. Còn tự nghĩ là cựu minh trụ đã dạy skill đặc biệt này cho Zenitsu nữa chứ. Kaigaku tự mãn mình là quỷ, từ lúc là người đã mạnh hơn Zenitsu nhiều rồi. Bây giờ đã trở thành quỷ, không lý nào lại thua một đứa ất ơ được. Zenitsu biết được như vậy liền tuyển Kaigaku lên thiên đàng luôn. Lên trên đó cho tha hồ mà sống ảo. Đã bị tác giả ghét bỏ rồi, không tài nào mà thắng được đâu. Tuy Zenitsu là đứa con ghẻ nhất của tác giả rồi, mà nay lại gặp được một đứa còn bị ghét hơn nữa. Đương nhiên, tác giả phải cắt vai của hắn rồi. Tiếp tục cho cây hài cống hiến cho bộ manga của mình tiếp. 5. Thượng Lục Gyutaro. Đây là thành viên phải nói là nằm trong top những hoàn cảnh khổ nhất. Từ nhỏ đã bị người mẹ của mình bỏ rơi, đánh đập, xem hắn như là công cụ kiếm tiền để nuôi sống bà. Nhưng mặc cho cái cơ thể gầy gò, sơ xác, hắn vẫn gắng gượng sống. Hắn luôn bị cho là một đứa sâu bọ, đần độn, vô dụng, giọng nói nghe không ra gì, ngoại hình xấu xí, hôi thối, đầy bọ chét, đầy gàu và bùn đất. Như thể tất cả những gì bẩn nhất trên đời được tả ra để miêu tả Thượng Lục vậy. Đúng là con ghẻ của tác giả có khác. Ông tạo hình cho đứa con ghẻ của mình như vậy đấy. Thậm chí gọi thanh niên đây là con ghẻ, vừa hiểu theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn ấy. Con ghẻ của tác giả lại còn bị ghẻ khắp người thật nữa. Đến khi em gái của hắn là Daki lên 13, cô bị trừng phạt bởi một tên samurai và bị đốt cháy. Lúc này Gyutaro rất tức giận nên hắn dùng liềm để lấy mạng của bà chủ nhà và tên samurai. Trong hoàn cảnh này, không ai muốn giúp cho em gái và hắn. May mắn thay, Duma xuất hiện, cứu giúp hai anh em nhà hắn. Từ đây, hai anh em đã biến thành quỷ, phục vụ dưới trướng của chúa quỷ Muzan. Trường hợp này cũng đáng thương hơn là đáng trách đúng không nào anh em? Thấy em gái của mình bị một người khác lấy mạng, làm sao có thể đứng đó làm ngơ được? Phải tìm cách để báo thù chứ. Nếu như không có sự xuất hiện của Duma là hai anh em nhà này đã bị tác giả cắt đứt vai diễn rồi. À mà Duma xuất hiện cũng là ý của tác giả mà. Nhưng phải nói hoàn cảnh của Thượng Lục cực kỳ đáng thương. Cũng là hai anh em như trường hợp của Tanjiro. Một bên là con cưng, một bên là con ghẻ. Nhưng tác giả phải chọn nạp cát cho con cưng rồi. Bỏ rơi đứa con ghẻ,
nếu có trách thì trách bản thân hắn quá xui lại thành con ghẻ đi. 6. Nhóm Hạ Huyền. Tiếp đến là nhóm Hạ Huyền. Đây là nhóm nằm trong đội thập nhị quỷ nguyệt của Mu Gian. Mục đích Mu Gian lập ra thập nhị quỷ nguyệt làm 3 nhiệm vụ, đó là truy tìm Hoa Bỉ Ngạn Xanh, tiêu diệt sát quỷ đoàn và trung thành tận tâm phục vụ hắn. Nhưng qua bao nhiêu thời gian trôi qua, hắn thấy Hạ Huyền không làm được nhiều việc như Thượng Huyền. Hàng trăm năm qua, nhóm Thượng Huyền không hề thay đổi thành viên. Ngược lại, nhóm Hạ Huyền liên tục bị các trụ cột đánh bại và thay đổi thành viên liên tục. Cho nên Mu Gian thấy không cần thiết phải duy trì Hạ Huyền làm gì nữa. Hắn quyết định xóa sổ nhóm Hạ Huyền này. Này thì đúng rồi này, chứ tụi Hạ Huyền còn làm ăn được gì đâu. Không sa thải chúng để tốn cơm ăn, tốn tiền chu cấp cũng vậy. Cho nên Mu Gian đã sa thải hết Hạ Huyền để đỡ tốn chi phí cho công ty đa cấp của hắn, tạo điều kiện cho công ty hắn con đường phát triển. Kể ra, nhóm Hạ Huyền cũng tội hai anh em. Mới lần đầu thấy xuất hiện, nhóm Tanjiro, Inosuke và Zenitsu bị ăn hành quá trời, còn nghĩ đây mới là Hạ Huyền ngũ mà đã bị ăn hành sơ mơ lờ rồi. Tanjiro được tác giả buff cho đủ kiểu, vẫn không đánh thắng được Hạ Ngũ. Đến lúc sắp chấp nhận cái chết, bất ngờ anh đụt xuất hiện. Mỗi lần anh đụt xuất hiện là cảnh đó ngầu liền. Vừa mới xuất hiện mà chỉ với một đòn là đã đánh bại được Hạ Ngũ rồi. Lúc này ta mới thấy được sự tồn tại của Hạ Huyền không hề gây khó khăn gì cho trụ cột là bao. Trụ cột ao trình với bọn Hạ Huyền này hết rồi. Trong Hạ Huyền, ta chỉ thấy được sự thể hiện của Hạ Nhất và Hạ Ngũ. Còn tất cả Hạ Huyền khác không được tác giả cho thấy sức mạnh của chúng như thế nào. Mà áp đoán chắc rằng cũng không mạnh được bao nhiêu đâu. Hạ Nhất trong phần chuyến tàu vô tận đã nhận được một lượng máu lớn từ Mu Gian mới mạnh được như vậy, mà vẫn bị Tanjiro và Inosuke đánh bại được. Vậy tụi Hạ Huyền còn lại chắc vẫn bị Tanjiro ao trình bình thường. Cho nên tác giả quyết định dọn đường cho đứa con cưng nhất của mình đi, không để mấy đứa con ghẻ này làm vướng tay vướng chân. Mà kể cũng tội hai anh em, vừa xuất hiện chỉ được vài phút là bị cắt vai ngay và luôn. Không biết Hạ Huyền diễn mấy vai này đủ tiền ăn một ngày không nữa. 7. Cựu Hạ Lục Kyogai. Cựu Hạ Lục là thành viên trước kia của nhóm Hạ Huyền, nhưng do hắn đã đạt tới điểm giới hạn và có thể mất khả năng tiêu con người. Điều này khiến cho Kyogai dần mất sự ngon miệng, cũng như mất đi sự tiến hóa để mạnh hơn. Hắn đã bảo hòa sức mạnh của mình. Đây là lý do vì sao Kyogai luôn đi săn những người có dòng máu hiếm. Do những người bình thường đã không còn khả năng khiến cho hắn trở nên mạnh hơn được, cho nên hắn mới đi săn những con người có dòng máu hiếm. Vì thế Kyogai bị xem là quỷ yếu nhất để có thể giữ lại ở vị trí Hạ Lục. Đã là con ghẻ của tác giả rồi thì có cố gắng cách mấy cũng không được tác giả để tâm đến đâu. Có vẻ như chỉ có một mình duy nhất Kyogai là kẻ bị giáng chức mà được nhắc đến. Người khác càng ngày càng tiến bộ để thăng cấp, còn đây cựu Hạ Lục làm tới nỗi bị Mu Gian phải giáng chức xuống nữa cơ mà. Có vẻ như Kyogai không phù hợp với việc làm quỷ, không thể nào phát triển được bản thân của mình. Lúc làm con người cũng nhận rất nhiều sự thất bại, khi đã là quỷ rồi cũng nhọ không kém. Ta thấy những skill lẫn kỹ năng chiến đấu của cựu Hạ Lục cũng không có gì là đặc biệt. Không giống như những Hạ Huyền khác, ông đã bị đào thải do không còn phù hợp với vị trí hiện tại của mình. Trong lúc đánh nhau với Tanjiro, Kyogai có nói quyết tâm của mình là sẽ cố gắng để trở nên mạnh hơn. Từ đó lấy lại chiếc ghế của hắn từng ngồi. Sau khi đứa con cưng nghe đứa con ghẻ nói vậy, liền giúp hắn một tay. Đó là giúp cho hắn không còn ngồi được ở chiếc ghế nào nữa. Trên đây là video mà app đã tổng hợp lại tất cả những đứa con ghẻ của tác giả. Tuy không phải là bị tác giả ghét cay ghét đắng gì cho lắm, nhưng họ đều bị tác giả dìm không thương tiếc. Anh em hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần bình luận của video nha. Và tiếp đến, như thường lệ là chương trình được diễn ra ở cuối mỗi video. Anh em cùng nhìn lên xem là có tên mình ở trên đây hay không nhá. Đầu tiên của video ngày hôm nay, đó là bình luận của bạn Băng Trụ. Khi nào em mà không ngủ được, em lại bật video của anh lên xem, vừa tiếp thu kiến thức, vừa dễ ngủ. Chào Băng Trụ, tính ra video của anh như là liều thuốc ngủ của em vậy ha. Vẫn luôn ủng hộ những video mới nhất của anh nha. Bình luận thứ hai trong video ngày hôm nay đến từ bạn Ori Love Country Humans, hay đi comment nhạc. Vừa đi học về, bay thẳng vô kênh anh Weibo luôn. Tên em dài quá thôi thì chào em đi ha. Vừa đi học về mà xem video của anh để giải trí thì là quá đúng bài rồi chứ còn gì nữa. Và bình luận thứ ba cũng là bình luận cuối cùng trong video ngày hôm nay đến từ bạn Doanh KM34. Ơ kìa, sao mãi em không được lên TV? Yo, Doanh KM34. Đây đây, ad cho lên TV luôn đây này. Video ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Anh em đừng quên cho ad xin một like với một lượt đăng ký kênh nha. Chúc anh em có một ngày tốt lành. Bye bye.